Ui, gánh sáng kìa. Các bác nhìn thấy không? Mặt trời nó chiếu xuyên qua mây ấy. Ui, nó xong là nó chiếu xuống mặt sông. Wow, đẹp thật đấy. Con bây giờ con ra bờ sông nghịch bẩn mà con nhìn cũng xịn phết nhỉ? Tùng vừa bắt được con gì đây? Ui, con hôm trước anh em bắt đúng không? Ừ. To đấy. Thế thì ở bãi này sẽ có. Xin chào các bác, hôm nay bọn tôi lại sang Cẩm Kim chơi đây. Trời đẹp quá. Nay có cả Tùng với lại bác Quý và cả Lucky của bác Quý nữa. Mọi người đang đi đằng sau. Tí hôm nay có kính đen. Wow. Ngầu lòi luôn. Hả? Ngầu không? Tí đây. Các bác thấy tí hôm nay ngầu không? Trời nắng. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một buổi hoàng hôn rất là đẹp. Hội An hết giãn cách xã hội cái là mọi người ra đường rất là đông. Kiểu được tháo khoán. Tôi sẽ vẫn ra cái bãi hôm trước nhưng mà chắc là lần này sẽ đi vào bên trong chơi cho nó rộng các bác ạ. Vẫn là con đường huyền thoại rất đẹp. À, không. Tí sang đây là nhiều động vật cậu thích. Đấy, bò ấy. Con đường này đẹp dã man luôn, có nắng nhìn nó sẽ xuyên qua tán lá thứ ấy. Đẹp hơn hôm trước đi đến cái đoạn này thì nó không có nắng. Hôm nay tôi quay thì nó có nắng quá này. Nhìn lấp lánh không? Đẹp hơn bao nhiêu luôn. Đó. Hôm nay tôi sẽ quay cái đường mà từ bên ngoài vào cái bãi đấy nhá. Bây giờ sẽ sang bên đường bên kia. Nhà tôi sang đây khoảng hơn một cây thôi. Tùng kìa. Tùng tí đằng kia. Đang đạp xe các bạn. Từ nhà sang đây có hơn một cây thôi nên là Tùng đạp xe sang đây được. Đây, cái lối vào đây có một cái đường mòn ở đây. Xuống. Em đang bận quay. Bác Quý đằng sau kiểu mình không ấn được sinh nhan ấy. Không biết rẽ luôn nào. Hai lần rồi. Đó, đi vào đường này mát. Vào đây phát có dạng tre, lũy tre phát mát luôn. Mình lại vứt xe ở đây. Từ xe ở đây con ạ. Đi này ngầu đấy. Được á. Để xe đây bác ạ. Tùng nó đạp xe nhanh hết nhỉ. Đạp xe quá nhanh, con xe của bác Bon mà. Bác kì. Ui, vào luôn. À, bây giờ mình sẽ đi vào đường này bác. Chú Tùng đã đến nơi. Xe đạp chiến. Xuống này, hôm nay anh mang dao cho mày nghịch này. Mày gói thêm con dao các bác. Để tí nữa có chặt tre các thứ. Tí này bác Quý thấy tí này ngầu không? Siêu ngầu. Nó đi vào nghịch cái gì? Anh bé đi để em mấy. Bọn tôi đang đi vào trong khu rừng này rồi. Chúng ta hành quân vào thôi. Cây gì giống cây? Nhiều cây lắm ạ. Tí chọc vào màn hình à? Mọi người đi đằng sau. Này bố con tôi. Lucky sướng chạy. Ra đây chạy long xăng. Wow, hôm nay lại vẫn đẹp như hôm trước luôn. Phê luôn. Quá được. Ui, gánh sáng kìa. Các bác nhìn thấy không? Mặt trời nó chiếu xuyên qua mây ấy. Ui, nó xong là nó chiếu xuống mặt sông. Đẹp thật đấy.
nhìn vào mắt thường ngoài, bên ngoài rất là đẹp các bạn. Quay lên nó không được xuất sắc lắm, nhưng mà nhìn ngoài đẹp lắm. Hoàng hôn đấy. Này chắc vẫn chơi được ở đây hơn một tiếng. Các bạn nhìn tí hôm nay thế nào được không? Đẹp lắm. Con bây giờ con ra bờ sông nghịch bẩn mà con nhìn cũng xịn phết nhỉ? Đẹp lắm. Đẹp lắm. Xuống đây nhá. Xuống đây đã nhá. Xuống đây đã. Đi đi dép vào. Đây đây đây, không phải dẫm. Này mặc áo trắng cơ. Lucky Lucky. Đi chơi đi. Tùng với bác Quý đang đi đằng sau à. Trời đẹp quá. Ở trong kia nhiều cái chơi lắm. Ở đây có một cây dâu to. Cành nó bằng hai ngón tay này. Có mùi sắn. Em cũng không biết mùi gì luôn. Chắc là mùi cây gì đấy, nó nhiều ấy. Đi. Đẹp luôn rồi bác. Ở chỗ kia có rác thôi chứ ngoài này ít. Ở trong này không có rác đâu. Bọn tôi đang, đây là cái bãi hôm trước bọn tôi ngồi đây này. Chắc là cây đấy đấy. Mùi thơm à? Thơm lắm. Cây này là cây... Cây này cũng mùi cũng thơm. Thơm nhưng không phải hương nhu. Cây này là cây hoa tím tím này. Cây... cái gì? Cây vòi voi. Vòi voi à? Cây gì để chữa... Nhưng mà... bị, thơm ấy nhỉ? Nó khá là giống... hương nhu. Thơm đấy. Hay là họ trồng? Không, dại dại ấy. Cái vườn cũ nhà chị ngoài ăn bàn đầy. Đấy. Ở bên trong kia có một bãi rộng lắm. Đi vào kia. Đi vào. Tí ơi, đi con ơi. Đi ra đây bố bế nào. Bế vào trong kia đi. Đại ca tí này. Tí cá đái. Đi. Đi. Tàu. Tàu đâu? Mẹ tàu. Ôi, thuyền đấy con ạ. Trời đẹp quá. Bác ơi, tí nó xuống nơi cào khéo có hến. Có ngao à. Có con vọp. Đi ơi. Làm lọ hoa bác ạ. Hoa. Ây à. Như đi vào khu rừng luôn mà. Mọi người cẩn thận cái cây này có gai nhá. Gai gai. Yeah. Cây này có gai ghê lắm mà. Đi nó móc vào đây này. Ái vậy. Ái ôi luôn đấy. Mẹ. Mẹ. Bọn tôi hôm nay vào cái bãi bên trong này chơi cho nó rộng thoáng. Ô, mất nắng rồi. Mây che mất rồi. Chắc là lát nữa nó thoát khỏi cái đám mây kia thì mặt trời lại rực lên đấy các bạn. Chi chi cà quýt. Lại chi chi cà quýt nhiều thế. Đấy, cái bãi này rộng. Tha hồ chơi luôn. Wow. Cái bãi này rộng quá. Thoải mái luôn. Lát nữa xuống dưới này chơi xem có gì không. Thử xem cái bờ sông này có bắt được con gì không. Mọi người đang đi khám phá xem là các cái cây ở đây là những cây gì. Mùi nó thơm ấy. Không tí kìa. Ở đây nó rất là nhiều chim. Toàn chim to. Chim khủng bố. Em nghĩ là cái luống này là lúa trồng lạc đấy chị Quý ạ. Chị nghĩ là lạc đấy. Mình xem mà có sót không nhỉ? Sót thì cũng ăn được. Mầm rất rồi. Rộng quá nhỉ. À, mình kiếm một cái bãi phẳng phẳng không à. Giải cái hôm nay đi demo. Demo. Đồ đạc. Hôm nào mình làm quả hẳn camping luôn, cắm trại luôn. Chỗ trên chỗ một tí. Nó phẳng. Chỗ này là luống. Chỗ này nó hơi mấp mô rồi. Đấy. Tí tìm gì đây con? Vàng à? Con đang bới gì? Chào bác ơi, xin em. Ôi cục kít gì đây nhá. Đây nhá. Tí quay đây bố xem nào, xem cái mắt kính nha, sành điệu nào. Kính ngầu thế. Cun ngầu ấy nhỉ. Cun ngầu à?
Tùng đâu? Tùng đâu? Ô, có con ốc nhồi đấy bác này. Ừ. Nhưng hình như nó hẹo rồi. Hẹo, nóng như thế này. Lâu lắm mới nhìn con ốc nhồi to này. Ốc bươu chứ hả? À, ốc. Ốc bươu. Ốc bươu. Con ốc bươu. Nó khô luôn rồi. Còn tuột không? Thôi. Em biết là còn nhưng mà, kiểu... khô rồi. Nó cũng mới mà nhỉ? À, ngồi đâu nhỉ? Chắc là họ vứt lên đây. Đấy, ngồi đấy. Con ngồi vào đấy đi rồi lấy nước uống. Tí à? Đứng nào, đứng bố chụp kiểu ảnh nào. Bỏ sợi ối ối đá dép. Rồi để đấy cũng được. Một quả ngọt, hai quả nó lại ngọt. Lucky lucky. Có gần bờ không? Thế thì lại ra đấy. Chuyển à, sao? Đi cầm, cầm luôn đi. Cho mẹ. Cho mẹ. Thả trôi sông á. Ôi sau này thấy Tùng bảo là bãi phẳng hơn nên là bọn tôi di chuyển vào đây. Bãi đẹp hơn à? Kiểu để cỏ mọc hết này rồi chắc cũng từ đợt Covid. Kiểu người ta lười không muốn làm ấy. Cũng được, nó không phẳng nhưng mà nó nhiều cỏ. À xuống con. Xuống xuống. Xuống rồi. Sao quặp này. Xuống đi. Xuống đi, nghịch đi, khổ. Chơi đây con. Tí ra bị bao giờ đây. Không phải à? À con đi tiếp vào. Mốc gì đây mà này sơn đỏ đây ta. Con đi cẩn thận bốc đây. Sẽ có mốc ở đấy nhỉ hay là đường cao tốc chạy qua đây à? Có chữ số 16 ấy kìa. A6. 16 gì đấy. Không biết họ cắm mốc hay làm gì. Bánh nhá. Ờ có thể là tính cái độ sạt lở của nó. Mày bắt đầu hồ chè hết luôn. Nhưng mà mát. Không, lần sau đi chắc phải đi từ 4 giờ. Đúng ra đến đây là vừa. Đi từ 4 giờ từ 4 sẽ ra đây muộn. Không, nếu mà nó không có đám mây kia bác ạ. Ừ. Thì là nắng nó vẫn ở trên cao lắm. Đúng rồi, bởi vì mùa hè mà. Mùa hè. Mà. Trời trong. À. Nói đùa chứ. Đang đi đường vắng mà nhìn thấy ông này cầm dao này. Có cái gì? Đi vào anh... cái đường này xong là ừ, đấy. Phang lung tung. Anh chưa kịp chém chém. Thôi, chém chém không mà chặt chặt các thứ. Tú ơi, có khi anh em mình chuẩn bị xuống bờ sông xem có con gì không? Chưa thấy bờ sông khá là cạn. Bác nhìn thôi, tí đã ăn rồi đây. Ủa, vừa nãy đi trên đường thấy mấy ông xuống. Để đây, để vào đây, ăn cái này đi. Nhiều cá. Đấy, thế á? Nơi sông các thứ cạn mà. Kìa, bên kia mọi người đang mò kìa, Tú kìa. Có khi anh em mình xuống đây kiếm bữa tối ấy. Có nhìn thấy gì đâu. Úi, không nhìn thấy mới là có bác ạ. Nó ở dưới cát đấy. Hôm trước bọn em bới được một rổ luôn. Còng hay là hến? Ờ, nó là cái con kia, bác vừa nói còng nó chạy cua cái. Nó là cái con vọp gì ấy, nó như con hến. Con vẹm xanh hả? Đấy, con vẹm xanh ấy. Để em xuống thử xem. Quần đùi. Hai mẹ con đã triển khai. Ngồi đây nhá. Bố xuống kiếm ăn đây con nhá. Cho bố miếng không? À, à. Xin ngoan thế. Xin nhá. Xin tí nhá. Ngồi ăn nhá. Xuống kiếm cơm đó, móc bò ăn bánh. Xuống bên sông nghịch. Ông ấy bế mạc luôn rồi. Ui, bờ sông đẹp thật. Nhưng mà sâu. Sâu đấy. Nó chỉ được đoạn này thôi. Mình không nhìn thấy bờ mà nước xanh thế là sâu lắm đấy ạ. Nó một phát rồi. Là nó xuống luôn mà. Xuống luôn đấy. Nó không có bờ thải đâu. Này, cái sông này rất là sâu luôn, nhìn nó xanh ngắt đấy bác. Nhưng bên này không có. Hả? Bên này là bên lở. Ừ. Bên phải bên bồi đúng không? Bên bồi cơ. Bên lở không có gì đâu. Bờ sông à? Bên này bên lở. Tôi phải làm cái bánh. Bơi thôi.
ăn vào có sức rồi quậy nghịch. Sông này rất là sâu các bạn. Này, các bạn nhìn nó xanh ngắt này. Cái chỗ này là nó xuống thẳng luôn á. Nó xuống thẳng luôn. Đâm thẳng luôn. Nó không thoải đâu, nó sẽ xuống thẳng luôn. Kinh khủng á. Thôi chỉ chơi con quanh trên này tí thôi. Không có con gì rồi. Cát này. Nó chỉ có mấy cái con ốc này đâu ạ. Ốc hút thì phải. Từ bới cát không có con gì nữa. Bình thường là ở bên cái bờ sông bên kia thì có mấy cái con vọp không biết. Bên này chỉ có ốc thôi các bạn. Không có gì à. Không có. Con cua gì ấy tôi để cho vồn nó rồi. Ui xa, sợ mất rồi. Trong này, chui trong này. Ui nhiều lắm. Đây này. Đây tôi bắt bằng con này. Con này không biết con gì. Tùng ơi. Ở đây nó có mấy cái con cua này. Hả? Ồ, đàn chim gì đang bắt cá trên mặt nước á. Đây có cái con này, con cua hay con rẹ. Nhìn hay phết. Đây này. Đây là cua. Cua gì nhỉ? Nhiều lắm. Cua mà ở đây là nước ngọt thôi. Con này bắt nhiều là cũng ăn được ấy nhỉ. Thôi, thả đi. Nó hơi bé. Cho mày cái nước nhá. Anh em tôi đang làm vòng xem nó có cái gì hay ở đây. Lúc nãy nắng đẹp quá. Tưởng là được quả hoàng hôn đẹp. Ai ngờ vào đây phát mây nó đến nó che luôn. Ốc gì đấy? Đâu anh xem nào. Đây á. Ốc này ốc bưu vàng. Lúc nãy có thấy có một con ốc nhồi ở bên trên kia. Chắc ai vứt lên. Ốc nhìn ngon á. Chứng tỏ ở đây vẫn có ốc nhồi tự nhiên nhỉ. Ừ. Nước xanh ngắt luôn. Chắc cái sông này sâu lắm ấy. Anh em tôi đang đi lang thang ở dưới cái bờ sông. Chơi xem có cái gì không. Bác Quý với lại mẹ con cô Tí thì ngồi trên bờ rồi. Đang ăn. Ra đây mát thật đấy. Không biết lát nữa mặt trời nó xuống thì có thoát khỏi mấy cái đám mây không chứ. Không như này thì chắc là không nhìn thấy hoàng hôn rồi. Hôm nay trời đẹp quá. Cứ hí hửng là có hoàng hôn chứ. Ở đây nhiều con cua thật các bạn. Nó chạy đầy này, nhưng mà nó bé. Không bỏ. Đây là bọn tôi thôi, chẳng bắt cái gì. Đây này, có một con khá to. Đấy. Nhiều lắm. Đấy, các bạn nghe tiếng nó chạy không? Sọt sọt luôn. Kiểu nước sông cạn ấy, bọn nó rút hết vào đây nhỉ? Có tiếng gì nhỉ? Sóng à? Ui, sao nhìn sóng á? Ôi đoạn này. Trời. Cá rô đi qua sóng này. Ui, ui. Quả cảnh sóng xô đẹp quá. Hết rồi. Kiểu như cơn sóng nó đuổi nhau ấy nhở. Mình tưởng cái gì chạy. Đó là sóng xô. Đây nó có những cái bãi năn này. Cái này là phải làm chiếu không nhỉ? Không phải. Cái này không phải để làm chiếu. Tùng vừa bắt được con gì đây? Ui, con hôm trước anh em bắt đúng không? Ừ. To đấy. Thế thì ở bãi này sẽ có. Thế thì quanh đây có đúng không? Bới thử xem. Con to không bác? To vãi mà nó nổi luôn. Ừ, nó nổi lên luôn à? Ừ. Khả năng có đấy anh ạ. Một con. Ốc này. Ốc gì? Ốc kiểu ốc vặn này. Nhiều lắm, nhiều ốc đấy. Ừ, ở đây thì lại anh thấy nhiều con ốc đấy.
Con này con vọp đó. Một bé. Bắt xem nếu mà được nhiều thì mới lấy, không thì lại thả đi. Nó nổi hẳn người lên á. Nó không chìm như cái bãi kia. Không chìm như bãi kia luôn. Thế thì chỉ có đi quanh. Tôi đang cày cát để xem mà có thấy gì không. Tùng bảo là nó, con này nó nổi lên mặt cát các bạn. Cá bống. Nhiều cá bống phết. Có khi hôm nào anh em mắc cần câu đi câu nhỉ. Ui, karaoke ở đâu. Vàng hết cả ra đến tận đây. Bãi rộng nhỉ, họ quay kìa. Chứng tỏ ở đây là họ có đấu thầu rồi. Đấu thầu. Đấu thầu để làm vườn, nuôi bò, các thứ trồng trọt à. Bờ sông này khá đẹp. Tiếc là hôm nay hoàng hôn không có rồi. Toàn thế nhỉ. Có hoàng hôn nữa thì tuyệt vời. Thôi thì mình sẽ hóng gió vậy. Bắt được mỗi con này. Không được con nào nữa. Con vỏ thôi, nó chết hết rồi. Đây hình như cũng là vỏ này. Vỏ. Không có. Thôi anh em quay lại đi. Nó không có nhiều như ở bên bờ sông gần nhà tôi. Bên này chỉ có ốc thôi. Tự dưng lòi con to nhỉ. Có vãi. Thả đi nhá. Thả thôi. Bye bye, về với thiên nhiên nhá. Ốc thì đi lộn cộn cả chân luôn. Con này con trâu à? Trâu. Đây là vết chân trâu các bạn, xác xuống uống nước. Chân to. Cẩn thận, đừng dẫm vào nha, có chửa đấy. Có chửa đấy. Sọ dừa. Sọ dừa. Cái bờ sông đi không bị bẩn chân nhỉ? Kiểu là cát ấy, đi chả bẩn thì sướng. Nó là đất với lại cát. Đi rất là thoải mái các bạn. Ở nhà cả ngày không, chiều chiều đi ra mấy cái chỗ kiểu nó thoáng như thế này các bạn. Tỉnh cả người luôn. Kiểu mình hít thở không khí cái thứ nó nhiều oxy ấy. Đâu rồi? Kia đúng không? Không biết là chim gì nhỉ? Nó cứ bay ở dưới mặt nước các bạn, bay là về để nó săn cá. Nó săn cá hay là uống nước ấy? Anh nghĩ là săn cá ấy. Không biết chim gì. Nhìn nó như con yến ấy. Khả năng là cái đàn này là đàn yến thì uống nước chứ không phải săn cá đâu. Nó bé lắm. Không có gì. Có bắt được mỗi một con. Con vọp to nhưng mà thả nó đi rồi. Tìm một con thì là nó thành an. Ê. Ê, bạn nó kỳ này. Ô, tí ăn no rồi à? No. No chưa? Bánh không ngon bằng lần trước. Thế à? Thế là cậu không ăn nữa à? Mua trong chợ hay mua ở đâu? Em mua ở chợ. Ấn vào đây. Nó không vào đây. Ngon như trước nhỉ? Hôm trước mua bên xốp. Chợ bên này ngon lắm. Bánh cũng nhìn đẹp thôi. Được. Ăn được. Không, tức là ăn cũng được. Ăn nhưng được. Mà nếu như mình đã ăn cái bánh xốp rồi thì mình thấy nó không ngon bằng bánh xốp. Đây, em ấn vào đây. Nên là ông Tý không có ăn mấy đâu. Ăn được mấy miếng rồi bỏ. Thôi thế tốt, về tối ăn cơm. Tinh mồm lắm bác ạ. Đã ăn ngon đây. Rồi là rót đây cho bác. Mẹ bố mày nước chè rồi ra áo rồi không ấy được đâu con ạ. Rồi, thank you. Làm miếng ổi. Ổi bác mua à? Ừ. Có 2-3 quả thì một quả ngọt, 2 quả nhạt. Quả này, giống quả này là bên nhà à? Cái dưới, cái bên kia kìa thì ngọt. Khác cây à? Chị không biết, nó kêu ổi nữ hoàng, nữ heo rồi. Nữ hoàng hay hoàng tử thì phải giống nhau chứ. Chắc là một nữ hoàng, một hoàng tử gì ạ? Thôi bác không uống nữa. Bác không uống nữa. Thôi con bác ơi. Bác no rồi. Thôi con ơi. Ừ no đây, rồi. Đây vẫn còn no đây. Rồi, no rồi. Vẫn còn đây, không rót nữa con. Con có đóng mở thì đóng mở, không cần rót.
Dạo này thích này. Nghịch mấy cái chai. Nó có cái ấn ấn. Cái này thì bấm. Bố uống nhát rồi nhá. Bấm đây bật phát. Được. Uống đi. Uống trà bà. Ừ. Tùng đâu? Tùng chắc vẫn đang nghịch chứ vào sông. Tùng mèo. Đồ gỗ vứt kìa. Trà. Bên kia có vẻ đẹp. Bên kia cũng đẹp. Cây khác. Ừ, chả ngon đấy bác. Cái ô long à? Đây bố xin. Kỳ nhỉ? Bác sẽ cho đây. Ô long câu bru. Được ơ, bạn bác vừa gửi ra. À thôi từ con từ thôi. Ông mà rót rượu này chết tôi ấy ông ạ. Thôi. Rót đúng vòi rồi nó. Thôi. Thôi được rồi, bố uống thế thôi. Con đóng vào đi. Đóng một tí này. Đóng vào. Rồi đấy đúng rồi. Con là sau rót rượu châm tiểu thì vừa vừa thôi nhá. Chấm này tốn rượu lắm không? Chấm này xoay chết đấy. Nào máy của bác ấy. Máy bác khí đấy. Bận bác chưa? Đưa bác à? Đưa bác khí. 100%. Cái bác ngâm à? Ngâm câu bru. Uống này nó dễ hơn nhỉ? Ừ. Để uống nó không bị nồng. Câu bru đấy. Có 2 con này. Trời ơi, Tùng có quà kìa. Bắt được hẳn 2 con này mà. Cho túi áo cái đi. Tối về luộc ăn. Một con nọ, con ốc, con này là con... Úi giời ơi. Oh, bóp luôn đây này. Có vỏ con ốc. Thôi. Vứt đi con. Bùm. Bóp luôn. Bùm. Bảo vứt đi. Không vứt bạn, đưa bố vứt bạn xuống sông rồi bạn đi. Đổi cho mình chịu. Piu. Mình không đâu côn ngầu. Côn ngầu. Đeo cái côn ngầu. Đeo côn ngầu nhá, hay để như này nó ngầu. Kìa. Yeah. Quay đây xem ngầu không ạ? À. Kính màu xanh. Kìa, quay bố. Ngầu đấy. Nên mẹ đeo hộ cho. Kính bà nội mua từ năm ngoái bây giờ đeo vừa. Một năm. Đấy đúng rồi, quay đây nào. Tí. Okay, okay. Quay đây. Phải cài ra để cho bà xem. Cài ra gáy như các chú Hollywood. Đây, Hollywood hay đeo ấy. Đây mẹ cài hộ cho. Anh nhá. Hôm nay xem cả nhà trên YouTube ạ. À thế đeo cái này nhá. Thế là đòi đeo kính. Đấy đeo vậy. Úi ơi, đeo cái gì đấy? Cái kiểu này á? Cái mẹ. Đây là bố à? Bơ. Đâu rồi? Hả? Đây là bố à? Bơ. Thôi gãy kính cho con, được rồi. Đẹp không? Bố đeo đẹp không? Đẹp. Đẹp à? Đẹp. Con đeo đi. Cái này của đẹp. Con mà. Con đeo vào. Con đeo vào mặt con ấy. Nó tự thơm nhỉ? Nó thơm nó tự, nó có mùi hương. Đẹp quá. Con đeo vào nhá. Đây bố đeo đây. Đeo cho mẹ nào. Đeo cho mẹ. Mẹ bố. Đeo. Nào đeo. Đây đây. Toàn mèo hoang. Ui chọc con mắt bố. Rồi. Đẹp rồi. Ok. 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 Mát không con? Mát. Ôi trời ơi. Ông Trăng đâu nhở? Ông Trăng đâu tí? Trăng. Chính xác. Suốt ngày chỉ ông Trăng. Ngon không? Cái cây này phơi khô xong để nướng cá, nướng gà nó có thơm không? Cái mùi khói nó ngang nhau mà. Nên thử. Không kiểu đốt mùa mưa nhỉ? Thì sẽ thấy còn được thấy cái không? Mùi của nó chứ còn để một hai. Sao đây nhiều cây ấy nhỉ? Cây này thực ra có nhiều tinh dầu, cái này là mình ấy được này, mình làm sông được. Chắc là được. Cây này rất là thơm. Nó tên là gì bác Quý ơi? Bác Quý. Hả? Nó tên là cây gì? Chị không biết. Thơm lắm. Thơm lắm. Ở bãi trước cửa cũng có nhưng mà cái bãi hoang ấy. Bãi này toàn cây này luôn mà. Ừ nhưng mà nó cằn hơn. Ở bên này nó tốt. Thì anh dép đâu? Thì ơi con đi dép hả? Thầy bố đi trên đất đi à? Không thích. Thơm lắm. Thơm quá. Thơm không? Con có hít vào đâu, con dần thở ra. Con ngửi nào? Thơm lắm. Lucky ngửi không? Lucky. Mát không? Ăn ngửi không?
Thì cũng không thích. À, cây này ăn cái hạt này ăn được mà em này. Hạt đấy em ạ? Cây mần ri. Mần ri á? Ừ. Trên thực trong thực dưỡng nó dùng nó như bảo là ăn như hạt vừng ấy, nhưng mà tốt hơn hạt vừng. Cái này nhiều mà. Ừ, nhiều. Chờ nó khô ra đây này. Thế thì mấy hôm nữa sang thu hoạch. Hạt khô ấy. Ừ. Đây, tốt, đây. Nhiều lắm. Tốt như tốt hơn vừng. Hạt bé xíu nha. Ừ. Ủa, đến khi mần ri hả bác? Đến khi mà nó khô ấy, nó nổ tánh tách xong hạt nó bung ra cơ. Để đi kiếm xem có quả nào nó khô. Đây đầy bác ạ, nhiều lắm. Ủa ôi. Ôi nhưng cái nhựa nó dính ấy nhở. Ừ. Đây quả này già đấy này. Quả này già bác này. Không, nó già nó phải khô đen ra cơ. Nó giống quả cái gì mà ngậm mồm mồm kêu. Gọi là tanh tách à? Ừ, nó kêu tanh tách. Nhiều thế. Mùa này chưa phải mùa nó khô về tháng. Chắc phải một tháng nữa nhỉ. Nhiều cây lắm. À đây rồi bác ơi. Có đúng nó không? Cây này quả to hơn. Cây này giống cây đỗ gì? Thế á? Ừ. Dấu đúng quả đỗ luôn. Ý ơi ra là mà hái quả để chơi này. Nhiều lắm. Đây con hái đi, đây này. Nhìn giống như quả đỗ đen ấy nhỉ? Giống hệt. Nhưng mà hạt bé xíu. Bác Quý vừa phát hiện ra quả cây cà. Ui, nhìn nó như tia sét đấy. Đẹp thế, nó trắng luôn. Ui, nó nổi hẳn lên ở cái đám này hơn ý. Đẹp nhỉ. Nhìn nghệ phết nhỉ. Mình ngó một đất luôn. Ờ nhưng mà mình đang thắc mắc tại sao. Ô chim à? Ở lì cả gai chết một loạt đây này, chắc là hết vụ. Hết tuổi thọ của nó rồi. Không phải hết vụ vì cả này cả độc mà, cả độc dược mà, nhưng mà ý là cả này cả dại không mà. Cả độc dược ấy, cả độc dược ấy. Ừ. Nó là một vị thuốc trong đông y nhưng mà dùng với liều lượng vừa phải ok, không ăn là gây tử vong. Thế á? Hoa nó vẫn hoa tím hả bà? Đâu, hoa màu gì nhỉ? Hoa màu trắng. Trắng. Hoa màu trắng đẹp lắm. Trắng thì thoảng có hoa vàng. Cỏ quả của nó có vân. À giống đây. Dưa hấu. Đây. Quả nhạt quả có vân. Đấy, thế rồi. Nhưng mà đẹp thật đấy, nó sao nó trắng hết rồi nhỉ? Ừ. Ra đến nơi rồi. Cảnh nó trắng luôn này. Kiến đốt ở chân nha. Thế à? Người lên đau quá. Đau quá. Nhưng mà lạ là tự nhiên lại có cây trúc mọc ở kia nhỉ? Thế là chả liên quan. Thế là buổi đón hoàng hôn của anh em tôi hôm nay xịt. Lúc đi đẹp nhỉ? Đi trời đẹp lung linh chứ. Đến nơi phát kiểu bị mây nó che hết luôn. Mọi người đang đi khám phá quanh đây xem có những cây cối gì hay không. Rồi hôm nay tôi biết thêm cây mần ri này, cái hạt ăn được này. Đợi đến lúc nào thu hoạch được sang đây lấy. Quá nhiều. Đây, bao nhiêu này. Nó là cả một bãi luôn. Đấy, trên tít đây nữa này. Hoa nó cũng vàng vàng, đẹp. Nhưng mà đến tầm này thì nó khép vào rồi. Chắc là buổi sáng nó sẽ nở ra đẹp ạ. À, một bãi luôn. Con lấy cái gì thì hạt gì ấy? Đỗ. Đỗ à? Thế ăn gì ấy? Nhà. Ở đâu vẫn à, ổi à? Ổ khiếp ông ấy ăn. Nhà này từ bao giờ ấy? Từ nãy. Không vứt đi. Tay mình vứt đi. Đây là bộ. Thôi nghịch tiếp đi. Hết rồi. Đây, ông hái được cái đống hạt gì đây? Biết. À, đỗ rồi. Ơ vẫn còn. Vứt à? Vẫn còn. Đây này. Hái đi. Cái này mà đỗ đen thì phải. Đỗ đen thì đã chả còn. Cả nhà đang ngồi nghịch hạt đỗ. Đi bóc đi con. Tí thích mấy cái hạt này lắm. Ui ném vào đầu bố rồi. Bó tay. Chú Tùng đang đi hái măng kìa. Có măng luôn. Có măng. Kìa. Cái bụi tre kìa. Bạn có thể cầm về nữa kìa. Ui dồi dứt. Ui dồi. Cố lên. Ui giời. Bố ai bố. Đấy. Bố bóc rồi. Cái quả này bóc hết rồi. Còn mỗi vỏ đây. Xem chú Tùng có gì nhá. Tùng được 2 cây măng. Ơ nhìn non nhở.
non mới chậm. Ngon đấy. Mày không ăn măng đúng không? Không, măng tươi luộc là thì ăn được. Chứ nấu canh thì chịu. Sao? Ăn được không? Sao được. Tùng kiếm được 2 cây măng. Non đấy. Chưa? Theo tí nữa vào mấy cái bụi kia là lại có tiếp đấy. Đi kiếm măng các bạn. Tí ơi, đi về kia đi. Đi về đây đi. Đi về đi. Về đây. Chuẩn bị về thôi. Anh em đi đâu phải kiếm ăn tí các bạn. Kiếm chắc. Đói kém lắm rồi. Măng các bạn. Đây. 2 cây. Cái này về làm gì? Mình có thể luộc lên xong là xào. Có bị đắng không? Phải luộc lên bác ạ. Luộc lên mấy lần. Nhưng khả năng loại này nó không đắng mấy lần. Che gì? Nhưng phải ngâm xong rồi luộc. Che với mấy bụi che bình thường thôi. Che ta không? Che ta. Che ta thì chỉ sợ bị cứng, mặt cứng. Cứng đâu. Em thật hay mềm lắm. Thử xem nào. Thôi bây giờ anh em tôi sẽ chơi đây một lát rồi dọn dẹp về thôi. Trời nó cũng bắt đầu tối rồi. Đó. Chiều hôm nay thì chơi trong cái bãi bên trong này rộng thì khá thoải mái. Rộng hơn cái bãi hôm trước ở ngoài kia. Hôm nào sẽ là một buổi cắm trại ở đây xong là đồ nướng này, câu cá ở dưới sông này, các thứ chơi ở đây luôn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bác ở video sau nha.